Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 1-800-NEW-DOCTOR hoặc 714-898-0765. Dentalen là vòng mạch nha khoa lý tưởng của mọi lứa tuổi, 714-899-1212. OxyBus, đi xe bus miễn phí, oxybus.com/việt. Hello, giờ chúng tôi đây. Hello. Dạ, tôi luật sư Hoàng Ngôn nghe đây. Anh. Cho tôi hỏi thăm, năm nay tôi 64 tuổi đó. Tôi làm, tôi có chỗ làm, tôi bị té đó. Tôi bị té thì tôi điều trị bác sĩ, có nhật sư điều trị bác sĩ cũng được 10 tháng, 11 tháng rồi đó. Rồi cái bên bảo hiểm của bên luật sư bên bảo hiểm có thương lượng với tôi thì bồi thường một ít tiền đó. Thì tôi đồng ý rồi, sao bây giờ sao như tôi tại sao không được cái quốc hội câm à? Cho tôi hỏi tại sao tôi không được quốc hội câm? Bác sĩ luật sư tôi nói tại sao tôi không làm được quốc hội câm à? Lý do sao ạ? Ông anh chắc là có luật sư anh có thể trả lời cho anh cái câu hỏi đó, tại vì chúng tôi không có thủ lý hồ sơ của anh á, thành ra xin lỗi chúng tôi không có trả lời được. Anh nên, tốt nhất là anh nên hỏi cái người luật sư mà thủ lý cái hồ sơ của anh á. Họ nói mà nó không được là sao ạ? Nó không có được. Dạ rồi anh coi như là người ta bỏ luôn rồi, bên luật sư bên bảo hiểm họ thường tôi mỗi tiền là thôi, coi như là tôi không được hưởng cái đó, rồi tôi có thể tôi xong rồi giờ tôi có thể được hưởng cái chế độ gì không ạ? Cái đó tôi không trả lời được anh, tại vì tôi không biết, để mà biết là anh có được hay tại sao anh không được đó, bắt buộc là chúng tôi phải thụ lý hồ sơ của anh thì chúng tôi có thể biết được, điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là tôi không có làm về vấn đề workers' comp, tức là cái tai nạn lao động nhé. Thành ra chúng tôi không có trả lời cái câu đó anh được. Cảm ơn anh gọi lại nhé. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Hello, giờ chúng tôi nghe đây. Tôi muốn hỏi luật sư là về cái vấn đề mà nãy luật sư nói là đụng cái người ở đằng trước á, bây giờ nếu mà quy định ra, nếu mà con tôi có đụng gì luật sư nói 50% gì á, nếu mà bảo hiểm nó không đền như vậy á, thì bảo hiểm nó sẽ đền, có phải bị kiện hay là sao không luật sư? Bảo hiểm nó sẽ đền. Nếu con bà có bảo hiểm chứ không có bảo hiểm, mặc dù tôi mới nói con bà có mua bảo hiểm 1 triệu. Dạ. Thì nếu á, mà trong phúc trình cảnh sát á, tôi không có thấy cái phúc trình cảnh sát, thì bà làm ơn bà đọc cái phúc trình cảnh sát. Nếu bà đọc không được đó thì bà nhờ con bà nó đọc, nó dịch lại cho bà, hay là con bà tối thiểu nó lái xe được thì chắc nó cũng biết ít tiếng Mỹ, nó đọc được. Thì trong cái phần phúc trình cảnh sát phần cuối cùng đó, cảnh sát nó sẽ nói là ai có lỗi. Nếu con bà không có lỗi thì á, coi như con bà không được gì hết. Còn nếu con bà có lỗi nhưng mà cũng không bị gì hết. Còn nếu bà con bà có lỗi 50% thì bảo hiểm con bà sẽ bồi thường cho cái người ở xe số 3. Ok? Dạ, dạ. Vậy vậy thôi. Dạ, tôi nghe kịp rồi luật sư. Ok, dạ, okay, dạ, cảm ơn tôi bà. Tôi muốn hỏi thêm một câu nữa luật sư, là một người mà đi làm ăn một nơi khác đó, cũng như ở tiểu bang này mà qua tiểu bang kia mà làm ăn đó luật sư, mà mới đi khoảng chừng mấy tháng à, mà mình chưa có chỗ ổn định, mình chưa có đổi địa chỉ như vậy á, là mà mình cũng chưa có đổi bằng lái nữa. Ví dụ bằng lái mình ở một tiểu bang khác, mình đi làm ở một tiểu bang khác như vậy, mình có bị phạm luật gì không luật sư? Dạ, trên nguyên tắc khi mà mình đổi địa chỉ thì mình phải thông báo cho DMV biết ở chỗ mình đổi địa chỉ. Và bây giờ đó, nếu mình qua bên kia thì tùy theo, nếu cái ý định của mình là mình ở lại bên kia trên 6 tháng thì mình phải đổi cái travel license của mình. Chứ mình không thể tiếp tục giữ cái travel license ở California rồi dùng cái đó. Nếu tạm thời thì không sao, nếu mình dùng lâu dài thì có thể có vấn đề. Ok. Dạ. Dạ, cảm ơn bà. Hello, giờ chúng tôi nghe đây. Dạ, em chào luật sư, em chào dạ. Luật sư. Dạ, được, dạ, chào em. Dạ, em á, bây giờ em muốn retire non đó luật sư. Retire 62 tuổi mà em lãnh cái tiền thai nó dưới cái mức tiền SSI là em không có tới 900, có 600 mấy đi, thì mai mốt tới 68 tuổi hay 60 tuổi em ra bộ xã hội em xin thêm một cái supplement cho bằng tiền già được không luật sư? Em có thể xin được, tại vì đương nhiên đó, để xin tức là em phải trên 65 tuổi.
thì như nào bây giờ em lãnh thì nó dưới cái tiền, thấy thí dụ nha, em lãnh cái tiền đó dưới cái tiền mà những người mà xin tiền SSI, tức là cho những người trên 65 tuổi á, họ có thể được, thì đến khi đó đó đến 65 tuổi đó thì em có thể xin được, tại vì nó coi 65 tuổi là giống như mình bị disabled. Tuy nhiên khi em xin như vậy đó, em cũng có thể, thứ nhất là em phải xin để em đủ cái điều kiện về vấn đề tài chính, vấn đề lợi tức vân vân. Nhưng một khi SSI nó cho em rồi đó, thì em cũng sẽ phải tuân thủ những cái điều kiện của SSI. Lấy thí dụ là số tiền của em ở trong nhà băng là phải giới hạn là bao nhiêu, em không thể có nhiều. Nếu mà em ai cho em tiền hay là có cái số tiền gì thì em phải có lợi tức gì, hay ai cho em tiền chẳng hạn, thì em phải report với lại cái người social worker. Em đi ra khỏi nước Mỹ trên 30 ngày thì em phải thông báo cho họ biết, họ sẽ cúp. Cũng như là đại khái đó, nói chung đó là em chịu một cái sự kiểm soát về vấn đề tài chính bởi chính phủ. Lý do là họ muốn biết, make sure là em ở cái tình trạng tài chính em nó không yếu kém, em không có khả năng. Thì do đó chính phủ mới cho em và chỉ cho em với những cái điều kiện như vậy mà thôi. Ok. Em có câu hỏi gì nữa thì em giữ cái đường dây điện thoại, cũng như quý vị còn trên đường dây giữ đường dây điện thoại, chúng tôi tiếp tục trả lời. Nhưng mà bây giờ chúng tôi phải tạm ngưng để chạy phần quảng cáo thương mại, và sau đó chúng tôi quay lại với quý vị.